Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá gas mới nhất hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2023. Để theo dõi và nhận được những thông tin mới nhất về giá gas, giá CP hàng ngày trên thế giới và dự báo giá gas tháng tới, các bạn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Như thường lệ, trong bản tin hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật thông tin về giá gas trên thị trường thế giới mới nhất. Tiếp theo là cập nhật thông tin giá CPLPG tháng 10 năm 2023 và dự báo giá gas trong nước tháng 10 năm 2023 mới nhất, tính tới ngày 29 tháng 9. Cuối cùng là những thông tin về giá gas trong nước hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá gas hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2023, dự báo giá gas tháng 10 tiếp tục tăng vọt sau phiên sáng nay. Mở cửa phiên giao dịch sáng 29 tháng 9 năm 2023, gas hôm nay tại thị trường thế giới tăng nhẹ 0,2%, lên mức 2,95 USD trên MMBTU, đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 11 năm 2023. Kể từ khi bắt đầu xung đột tại Ukraine, xuất khẩu khí đốt của Nga sang Liên minh châu Âu, EU đã giảm mạnh do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Theo đó, EU đã nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung mới. Tờ Financial Times dẫn lời bà Dite Jun-Jorgensen, quan chức phụ trách năng lượng của Ủy ban châu Âu rằng EU sẽ phải mua khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Mỹ trong vài thập kỷ sau khi khối này quyết định giảm mạnh lượng mua từ Nga. Chúng ta vẫn sẽ cần nhiên liệu hóa thạch trong vài thập kỷ tới. Và trong bối cảnh đó, sẽ cần đến năng lượng của Mỹ, bà Jorgensen nói. Các chuyến hàng LNG của Mỹ đến EU đã tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái, lên 56 tỷ mét khối so với 22 tỷ mét khối vào năm 2021. Trong khi đó, nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga chỉ chiếm 16% lượng khí đốt nhập khẩu của EU vào cuối năm 2022. Ngoài Mỹ, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu. Mới đây, công ty năng lượng OMV của Áo thông báo đã ký hợp đồng với tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy để đối tác này cung cấp khí đốt trong thời hạn 5 năm, như một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của OMV. Thưa quý vị và các bạn, về dự báo giá gas tháng 10 năm 2023, dự báo giá gas tháng 10 tăng vọt. Cập nhật mới nhất giá CPLPG tháng 10 năm 2023 trên thị trường thế giới tính tới ngày 29 tháng 9 đang có mức giá là 604,5 USD trên tấn. Vì vậy, dự báo giá gas tháng 10 năm 2023 tính tới ngày 29 tháng 9, dự báo thay đổi tăng 17.000 đồng trên bình 12 kg, 62.000 đồng trên bình 45 kg do giá CPLPG tháng 10 năm 2023. Bất ngờ tăng mạnh tới 49,5 USD trên tấn, so với CP chính thức tháng 9 năm 2023. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ trong nước tháng 9 năm 2023 tiếp tục tăng tháng thứ 2 liên tiếp theo đà tăng của giá gas trên thị trường thế giới. Cụ thể, các hãng gas tăng giá với loại bình gas 12 kg có mức tăng 33.000 đồng trên bình, tương đương giá gas tăng khoảng 2.750 đồng trên kg. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ tháng 9 năm 2023 tại thị trường Hà Nội là 413.160 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.652.640 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 33.000 đồng trên bình 12 kg và 132.000 đồng trên bình 48 kg, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tương tự, từ ngày 1 tháng 9, giá bán gas SP của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Petro tăng 2.750 đồng trên kg, đã gồm thuế, tương đương tăng 33.000 đồng trên bình 12 kg. Với mức tăng này, mỗi bình gas SP 12 kg sẽ được bán ở mức 406.500 đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video.